minh trà. Họ lỗ hồi manh trà. Thứ hai là lỗ gì? Ruột thừa. Lỗ ruột, ruột thừa. Là rồi manh trà thì di động hay cố định? Di động. Di động, nha, di động. Tại vì hồi tràn di động. Rồi thứ hai là kết tràn lên. Cái động mạch nào dinh dưỡng cho manh trà? Động mạch nào? Động mạch hồi manh trà. Động mạch hồi hồi manh trà. Hồi manh trà. Có sách ghi là hồi kết trà. Là động mạch hồi manh trà này là nhánh của động mạch nào? Động mạch là cho tràn trên. Mạch treo tràn, tràn trên. Nhìn vô sách đó. Mấy chi tiết này hỏi thi nha. Rồi, mạng treo tràn trên. Động mạch hồi manh trà cho mấy nhánh? Ba nhánh. À, nhánh thứ nhất là động mạch hồi tràn. Hồi tràn. Rồi, thứ hai cái tràn giữ là động mạch manh trà. Manh trà. Và thứ ba là động mạch ruột, ruột thừa. Thì sau này các anh chị trực bệnh viện, các anh chị tối phụ mổ, thường là mổ ruột thừa. Thì khi phụ mổ ruột thừa, thầy hỏi đây mày, động mạch nào dinh dưỡng cho ruột thừa mày? À, thầy mấy thầy bên ngoại mày tao không à, rất thân mật. Nói dạ thầy, động mạch ruột thừa. Động mạch ruột thừa là nhánh của động mạch nào mày? À, mấy thầy bên ngoại kêu mày tao không à, nhưng mà rất là thân thiện. Nữ thì không dám kêu, chứ nam là kêu mày tao. Thì nói rằng động mạch ruột thừa là nhánh của động mạch hồi manh trà. Động mạch hồi manh trà là nhánh của động mạch nào? Mạch treo tràn, tràn trên. Đó, mấy thầy hay phụ mổ, mấy thầy hay quay giải phẫu lắm đó nha. Rồi kết tràn lên. À, kết tràn lên thì nó được dinh dưỡng bởi động mạch kết tràng. Nhìn vô kết tràng nào? Kết tràng phải. Được dinh dưỡng bởi động mạch kết tràng phải. Này là hỏi đi lý thuyết đó nha. Thì kết tràng lên này cố định hay di động các anh chị? Cố định bởi mặt dính kết tràng. Rồi kết tràng ngang. Kết tràng ngang. Thì kết tràng ngang, à, thì chia ra làm hai. Phân nửa bên phải thì được dinh dưỡng bởi động mạch kết tràng. Kết tràng gì? Nhìn vô sách. Động mạch kết tràng gì? Nãy nói rồi, đây. À, đây. Đây nhánh này chính là động mạch kết tràng. Kết tràng giữa. Kết tràng giữa là nhánh của động mạch nào? Hồi manh tràng. Mạch treo tràng trên hay dưới? Trên. Trên. À, mấy cái này thi nha, lý thuyết hỏi đó. Động mạch mà nửa bên phải thì được dinh dưỡng bởi động mạch kết tràng. Kết tràng phải. Mà động mạch kết tràng phải là nhánh của động mạch mạc treo tràng trên. Đó. Thường động mạch mạc treo tràng trên ký hiệu là MTT, chữ T cuối có dấu mũ. Chúng ta trong cái tóm tắt chúng ta viết viết càng ngắn càng tốt. Rồi nửa bên trái, nửa bên trái được dinh dưỡng với động mạch nào? Mạch kia cái tràng dưới. Đây nửa bên trái kết tràng ngang, cái tràng dưới dinh dưỡng. Sao kết tràng dưới được em? Kết tràng, kết tràng trái. Không, đây động mạch kết tràng trái. À, đây nè, thấy không? Động mạch kết tràng trái. À, nửa bên trái kết tràng ngang thì được bởi dinh dưỡng bởi động mạch kết tràng trái. Mà động mạch kết tràng trái là nhánh của động mạch nào? Dưới. À, mà treo tràng dưới. À, dưới chữ giờ và dấu sắc.
chưa? Kết tràng xuống. Kết tràng xuống. Kết tràng xuống thì được dinh dưỡng bởi động mạch. Động mạch kết tràng xuống thôi, hay gọi là nhánh xuống á. Thấy chữ nhánh xuống không? Em. Thấy chữ nhánh xuống không? Đây. Nhánh xuống nè. Nhánh xuống chính là kết tràng xuống á. Chị mở ngoặc để ra nhánh xuống mở ngoặc. À. Thì nhánh xuống chính là động mạch kết tràng xuống. À. Và động mạch kết tràng xuống là nhánh của động mạch gì? Mãn treo tràng lưỡi nhớ. Rồi, kết tràng xích ma. Kết tràng xích ma. Xích ma thì mình ký hiệu vậy. Nhà chúng ta ký hiệu chữ xích ma gì? Nó méo méo vậy đó. Nha, cho nó gọn. Kết tràng xích ma thì dễ quá, được dinh dưỡng bởi động mạch gì? Động mạch kết tràng xích ma. Rồi. Rồi cuối cùng là trực tràng. Trực tràng. Trực tràng. Thì trực tràng nó được dinh dưỡng bởi động mạch trực tràng trên. Động mạch trực tràng trên. Trực tràng trên. Động mạch trực tràng trên là nhánh của động mạch mạc treo tràng tràng dưới, nhớ nha. Nhánh của động mạch mạc treo tràng dưới. Và trực tràng có tới 3 động mạch dinh dưỡng rồi các anh chị. Các anh chị lật. Đó là cái hình 288. Rồi, chúng ta thấy trực tràng được dinh dưỡng bởi 3 động mạch. Đây. Nhìn đây, 295. Và dinh dưỡng bởi 3 động mạch. Một là động mạch trực tràng trên là nhánh của động mạch mạc treo tràng dưới. Hai động mạch nữa là động mạch trực tràng giữa và dưới, thấy không? Tìm động mạch trực tràng giữa và dưới tô lên. Rồi tô lên em. Động mạch trực tràng trên. Rồi động mạch trực tràng giữa, động mạch trực tràng dưới. Đó. Ba. Đây động mạch trực tràng trên. Đó. Ba. Ba. Động mạch trực tràng trên là nhánh của động mạch mạc treo tràng dưới. Còn động mạch trực tràng giữa và dưới là nhánh của động mạch nào? Chậu trong. Động mạch chậu trong. Nhớ. Vậy thì tĩnh mạch cũng vậy, cũng y hệt, cũng đi theo. À. Vậy thì tĩnh mạch trực tràng trên đổ vô tĩnh mạch nào? Nhìn qua tĩnh mạch bên kia. Tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Lật tới, lật tới. Đúng rồi, tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Hình 291. 291. Rồi, các chị thấy trực tràng không? Nguyên một cái mạng lưới tĩnh mạch rất là nhiều. Tập trung rất là nhiều mạch máu. Cái này các anh chị sẽ bị quay khi nào gặp bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng mà bị trĩ. Đó là bị hỏi đó. Vậy thì tĩnh mạch trực tràng trên đổ vô tĩnh mạch nào? Tĩnh mạch mạc treo tràng trên. Coi tĩnh mạch trực tràng trên đổ vô tĩnh mạch nào? Không phải anh ơi. Đây hình tĩnh mạch tập qua. 297 trên. Phải. Rồi, đây 298. 298 treo tràng trước. Tràng trên. À, đây. Đúng rồi, tĩnh mạch này treo tràng trên. Rồi. Cái này nó không hỏi thi nha, nó đã nhiệt rồi.
tĩnh mạch trực tràng trên đổ vô tĩnh mạch nào? Tĩnh mạch mặt treo tràng trên trước. Tĩnh mạch mặt treo tràng trên. Tĩnh mạch mặt treo tràng trên đổ vô tĩnh mạch nào? Tĩnh mạch mặt treo tràng trên tràng trước. Đổ vô tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch cửa đổ vô đâu? Tĩnh mạch gan. Đổ vào gan. Rồi vậy thì khi bị sơ gan, máu có đổ vô gan được không? Không. Không. Sơ gan rồi, vậy thì máu từ tĩnh mạch cửa có đổ vô gan được không? Không, vậy thì tĩnh mạch nào giữ máu? Trực tràng trên. Trực tràng trên. Tĩnh mạch mặt treo tràng trên giữ máu. Vậy thì tĩnh mạch nào giữ máu nữa? Nằm thấp nhất. Tĩnh mạch trực tràng trên giữ máu. Máu nó dồn về tại vì sao? Thở thấp hay cao? Nó ở thấp, do đó máu nó dồn về tĩnh mạch trực tràng trên. Vậy thì máu nó sẽ đổ vô tĩnh mạch nào? Để đổ vô tĩnh mạch chậu trăm. Tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới. Thì tôi nói dụ như cái con đường đại lộ mà bây giờ nó bị ách tắc giao thông, nó không đi được. Vậy thì chúng ta phải tìm những con đường vòng khác về nhà. Thì những con đường hẻm đó là lớn hay nhỏ so với đại lộ? Nhỏ hơn, mà bây giờ xe nó dồn vô nhiều như vậy à, thì con đường hẻm nó sẽ bị bể. Không? Đó. Vậy thì khi bị sơ gan thì máu không đổ về tĩnh mạch cửa được, nó sẽ dồn xuống. Nó dồn xuống tĩnh mạch mạc treo tràng dưới, dồn xuống tĩnh mạch trực tràng trên. Vậy thì máu từ tĩnh mạch trực tràng trên nó phải qua cái tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới để đổ vô tĩnh mạch chậu trong, đổ vô tĩnh mạch chủ dưới về tim. Nó phải tìm con đường tắt để nó về tim chứ không, con đường dòng. Do đó bình thường máu từ trực tràng trên nó sẽ đổ vô tĩnh mạch trực tràng trên, đổ vô tĩnh mạch mặt treo tràng dưới, đổ vô tĩnh mạch cửa, đổ vô gan, rồi máu từ gan nó mới đổ vô tĩnh mạch chủ dưới, mới đổ vô tim. Thấy không, nó đi con bình thường, nó đi con đường đó. Nhưng mà giờ gan bị sơ rồi, máu vô gan được không? Không, do đó nó phải đổ ngược xuống tĩnh mạch mạc treo tràng dưới. Nó sẽ dồn xuống tĩnh mạch trực tràng dưới. Tĩnh mạch trực tràng dưới nó mới phình ra à, tại vì nó đầy máu mà, nó phình ra, do đó máu nó đổ vô tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới, để đổ vô tĩnh mạch chậu trong, để đổ về chủ dưới để về tim. Đó. Vậy thì có cái gì xảy ra ở trực tràng này? Đúng, sự thông nối giữa tĩnh mạch trực tràng trên và tĩnh mạch trực tràng giữa và dưới nó sẽ phình ra. Tại vì máu đổ về nhiều quá, nó phình ra tạo thành búi trĩ. Búi trĩ là dân gian mình kêu, chứ y học kêu là giãn tĩnh mạch trực tràng. Mà cái thành tĩnh mạch bình thường nó mỏng hay dày? Nó mỏng, mà khi búi trĩ nó phình ra thì nó sẽ làm sao? Càng mỏng hơn nữa, giống như cái bong bóng mà đầy nước rồi à, chỉ cần một cái cục phân cứng đi ngang thôi là nó sẽ rách cái tĩnh mạch. Tĩnh mạch thì xuất huyết tiêu ra máu tươi hay máu đen? Máu tươi. Đó, nha, xuất huyết tiêu ra máu tươi. Nếu mà tĩnh mạch mà nó xuất huyết nhiều quá thì bệnh nhân phải tới bệnh viện mới cầm máu được, chứ ở nhà là không có cầm máu được đâu. Rồi, gan. Gan thì chúng ta có mấy thùy? Thiếu bốn thùy. Hai thùy lớn là thùy trái, thùy phải. Hai thùy nhỏ là thùy gì? Thùy vuông và thùy đuôi. Rồi, bốn thùy nha. Thùy trái, thùy phải, thùy vuông và thùy đuôi. Rồi, và những phương tiện cố định gan. Thì tôi hỏi các phương tiện nào sau đây không phải là phương tiện cố định gan? Chúng ta phải nhớ dây chằng này, dây chằng gì? Dây chằng liềm chạy đến đây. Dây chằng liềm có hai lá nha, lá phải lá trái, nó ngăn cách thùy phải và thùy trái ra đến đây, nó tách ra bên phải gọi là dây chằng gì? Chỗ này vành. Dây chằng vành. Và đến cái góc gan bên trái này nó quặt ra sao gọi là dây chằng tam giác trái. Rồi tương tự bên phải, cái lá dây chằng liền bên phải chạy vòng ra đây thì đây gọi là dây chằng vành, và chạy đến góc này nó quật ra mặt tạng thì chỗ góc này gọi là dây chằng tam giác phải. Thì cái vùng này không có
À, phúc mạc, tại vì dây chằng này chính là phúc mạc đó, dây chằng liền, dây chằng bành, dây chằng tam giác phải trái và dây chằng tĩnh mạch là phúc mạc. Thì cái vùng này không có phúc mạc bao phủ gọi là vùng trần nhà. Rồi bây giờ mạch tạng. Đó, mạch tạng thì chúng ta có tùy trái của gan thì nó tiếp xúc với cái gì? Dạ dày, cho nó ấn này là ấn dạ dày. Tùy phải, đây gọi là ấn gì? Ấn kết tràng phải, tại vì chúng ta có hai góc, góc kết tràng phải và trái. Còn ở đây ấn này là ấn gì? Ấn thận. Rồi, tùy này thì vuông, thì một bên thì vuông là túi mật. Túi mật thì có đáy túi mật, thân túi mật, cổ túi mật và cái ống dẫn mật ra gọi là ống mật. Và gan cũng vậy, tùy phải thì có ống gan phải, tùy trái thì có ống gan trái. Và ống gan phải, ống gan trái nhập lại thành ống gan chung. Ống gan chung nhập chung với ống dẫn mật tạo thành ống mật chủ. À, thì cái khoảng này à, chúng ta thấy cái à, các cái à, phúc mạc à, tới đây thì nó lận, nó bao quanh cái khoang này gọi là khoang khoang cửa. Thì cái dây chằng này gọi là dây chằng tĩnh mạch. Và đây là tĩnh mạch chủ, chủ dưới. Còn cái tĩnh mạch này là tĩnh mạch trên gan nha. Đây là tĩnh mạch trên gan đổ vô tĩnh mạch chủ dưới, tại vì máu nha đổ vô tĩnh mạch cửa đổ về gan. Gan nó phải phân loại giải độc xong nó mới theo cái tĩnh mạch trên gan đổ vô tĩnh mạch chủ dưới mới về tim. Đó. Vậy thì một bên này, đây là thùy đuôi, thì một bên thùy đuôi là dây chằng tĩnh mạch, một bên là tĩnh mạch chủ dưới. À, còn phúc mạc nó sẽ bao quanh một cái khoảng này mình gọi là khoảng khoảng cửa. Trong khoảng cửa có tĩnh mạch cửa, động mạch gan chung. Sao nín khe vậy? Phải đúng là động mạch gan chung không? Không, động mạch gan riêng nha. Lâu lâu cô hù vậy cho nín hình nè nha. Nha, động mạch gan riêng. Rồi, và ống mật chủ. Rồi, dây chằng này, dây chằng tròn gan. Tại vì có dây chằng tròn tử cung không? Có, do đó thi phải ghi dây chằng tròn gan. Thì dây chằng tròn gan có phải là phúc mạc không? Không, mà là thoái hóa của gì? Rốn. Rốn. Rồi, vậy là hôm nay cô giảng xong hệ tiêu